Xin chào quý vị đến với Tiếp Ca. Có lẽ hiện nay chúng ta đã quá quen với xe số tự động vì những sự tiện lợi mà nó mang lại. Tuy nhiên, với một số người, đặc biệt là cánh mày râu, thì xe số sàn vẫn mang lại những cảm giác chủ động, kiểm soát chiếc xe. Tuy nhiên, khi sử dụng xe số sàn thì chúng ta lại có một số thói quen mà điều đó lâu dài có thể gây hư hại cho chiếc xe. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những thói quen đó là gì. Một trong những thói quen đầu tiên khi đi số sàn đó là khi di chuyển trên những quãng đường vắng, ví dụ trên đường cao tốc chẳng hạn, thì lúc đó người lái xe không cần phải thao tác vào số hay là đạp côn, thì thường là có thói quen hay để cái tay phải nghỉ ở trên cái cần số. Thì đây cũng là một thói quen không tốt, vì chúng ta đều biết là khi mà chúng ta sử dụng cần số để chuyển số thì cái cần số này sẽ gạt vào các cái vòng bánh răng và chuyển giữa các cái vòng bánh răng khác nhau để chuyển số. Do vậy khi chúng ta để tay nghỉ ngơi trên cái cần số này thì có thể chúng ta vô tình tác động vào cần số và tì vào các cái vòng bánh răng đó. Và khi các vòng bánh răng bị tì và quay liên tục như vậy thì lâu dần sẽ gây ra mòn các cái vòng bánh răng đó và chúng ta sẽ phải thay thế. Do vậy khi chúng ta đang đi trên đường mà chúng ta không cần phải thao tác với cần số thì tốt nhất là chúng ta đặt tay lên vô lăng. Như vậy vừa giúp lái xe an toàn, vừa đỡ làm hỏng các cái bánh răng ở trong hộp số. Việc mà khuyến nghị không nên để tay nghỉ ở trên cần số cũng được ghi rất rõ ở trong sách hướng dẫn sử dụng. Một trong những khác biệt khi đi xe số sàn so với xe số tự động đó là chúng ta có chân côn. Mỗi khi sang số thì chúng ta luôn luôn phải đạp côn và sang số. Một trong những thói quen liên quan đến chân côn đó là sau khi chúng ta đã vào số xong thì chúng ta vẫn giữ chân ở chân côn. Đây là một thói quen cũng không tốt cho côn, vì nguyên lý hoạt động của côn là khi chúng ta đạp côn thì xi lanh sẽ bơm dầu thủy lực và tác động vào cái càng cua để đẩy bi tì vào bàn ép để ngắt lá côn ra khỏi bánh đà. Chúng ta để chân lên chân côn này thì cũng có thể là một cái lực rất nhỏ từ chân chúng ta đã tác động vào hệ thống côn và làm cho có một cái lực nhỏ tác động vào bàn ép và làm giảm cái ma sát giữa lá côn và bánh đà. Và như vậy sẽ làm lá côn bị trượt trên bánh đà một chút và cứ như thế lâu dần thì chúng ta sẽ làm hư hại lá côn. Do vậy sau khi mà chúng ta chuyển số xong thì tốt nhất là chúng ta bỏ chân ra hẳn chân côn để ra ngoài nghỉ ngơi. Và chỉ khi nào chúng ta cần sang số thì chúng ta mới đạp côn. Thì đây cũng là một cái thói quen cần phải bỏ khi mà chúng ta đi số sàn để tránh làm hư hỏng hệ thống côn. Một thói quen nữa khi đi xe số sàn đó là khi chúng ta dừng lại một thời gian ngắn, ví dụ như là dừng trước đèn đỏ chẳng hạn, thì thường mọi người hay có thói quen là để tiết kiệm một cái thao tác là vào số thì mọi người là để luôn số 1, sau đó là đạp côn và chờ. Khi nào mà đèn xanh bật thì là xe xuất phát luôn, thì không phải một cái thao tác là vào số nữa. Đây cũng là một thói quen mà có thể ra gây hư hỏng cho hệ thống côn. Khi chúng ta đạp côn như thế này thì lúc nào chúng ta cũng có một lực ép vào bàn ép. Và nếu mà chúng ta làm vậy nhiều ấy, thì cái bàn ép cũng có thể là chóng bị hỏng. Vì bàn ép côn được thiết kế là để đạp nhả chứ không phải là đạp và giữ liên tục như vậy. Do vậy thói quen khi dừng xe giữ nguyên số và đạp côn thì chúng ta cũng nên bỏ, vì cứ lặp đi lặp lại như vậy chúng ta sẽ nhanh làm hỏng hệ thống côn. Khi lái xe số sàn thì người lái xe luôn phải thao tác với chân côn, chân ga và cần số. Với một số người thì có một thói quen đó là lười sang số. Ví dụ khi chúng ta đang đi trên đường cao tốc và khi vòng tua xuống thấp mà chúng ta muốn tăng tốc để vượt xe khác thì thường là có thói quen là chúng ta lười về số và chúng ta đạp thốc ga để vượt xe khác. Đây cũng là một thói quen không tốt, vì khi đấy vòng tua đã xuống quá thấp, khi chúng ta đạp mạnh chân ga thốc ga thì lúc đấy hệ thống phun nhiên liệu sẽ phun rất nhiều nhiên liệu vào trong buồng đốt, và ở vòng tua thấp thì một phần nhiên liệu cũng sẽ không được đốt hết và làm cho máy bị quá tải, tức là bị ì. Khi mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái thói quen đấy thì có thể làm nóng máy, lâu dần thì có thể làm hỏng các cái chi tiết trong máy như là xi lanh, xét măng, piston. Do vậy khi chúng ta muốn vượt xe khác thì tốt nhất là chúng ta nên về số. Một kỹ năng cũng rất là quan trọng với người đi xe số sàn đó là cảm nhận được là khi nào thì cần đi số mấy và giữ vòng tua như thế nào cho phù hợp. Thì đây là một trong những cái kỹ năng của những người sử dụng số sàn. Thì chúng ta sẽ biết được là khi chúng ta đang đi ví dụ tốc độ 60 km/h mà chúng ta muốn vượt xe khác thì chúng ta cần phải về số 3 hoặc là số 4.
đấy, sau đó là lên số 5. Thì như vậy sẽ tránh cho tình trạng là máy bị ì hay quá tải khi mà chúng ta để vòng thua thấp mà chúng ta đạp thốc ga để mà vượt xe khác. Một trong những tình huống có thể gây toát mồ hôi đối với người lái khi đi xe số sàn đó là dừng xe ở trên dốc. Khi dừng xe ở trên dốc với xe số sàn, nếu như chúng ta không thao tác thành thạo giữa chân côn, phanh tay và chân ga thì rất có thể xe sẽ bị trôi lùi ra phía sau. Do vậy, một số người thường có thói quen đó là khi cần dừng lại một thời gian ngắn ở trên dốc thì sử dụng côn và chân ga, nghĩa là sử dụng chân côn, hơi đạp côn một chút và hơi tăng ga, tức đấy cho cái côn nó vừa bám vừa đủ để xe đứng yên ở trên dốc. Như vậy có thể giúp cho người lái đỡ phải thao tác với phanh tay hay là với chân phanh. Nhưng như vậy sẽ làm lá côn bị hoạt động quá mức và có thể gây mòn lá côn. Và thậm chí là nếu như làm lại như vậy nhiều lần thì sẽ bị cháy côn và phải thay thế lá côn. Do vậy, một trong những kỹ năng rất quan trọng đối với người lái xe số sàn đó là kỹ năng sử dụng phanh tay, chân côn, chân ga, chân phanh, để khi xe phải dừng lại ở trên dốc thì chúng ta có thể thao tác với chân côn, nhả côn từ từ. Đấy, khi mà côn bắt đầu bám vào, chúng ta từ từ tăng ga và đồng thời nhả phanh tay. Thì cái kỹ năng đấy sẽ giúp cho xe xuất phát ở trên dốc một cách an toàn và không bị trôi về phía sau. Đây cũng là một nội dung thực hành trong kỳ thi lấy bằng lái xe ô tô. Một thói quen cũng khá nguy hiểm khi dùng xe số sàn, đặc biệt là khi xe xuống dốc, đó là chúng ta để cần số về N và cho xe trôi tự do. Có thể làm như vậy sẽ hy vọng là giúp cho chúng ta tiết kiệm được một ít nhiên liệu. Tuy nhiên điều đó cũng khá là nguy hiểm. Thứ nhất là khi mà chúng ta thả trôi như vậy thì xe sẽ trôi tự do theo quán tính. Và chúng ta không thể dùng cái lực của động cơ để ghìm xe lại được mà chúng ta sẽ phải dùng phanh. Và như vậy sẽ làm hệ thống phanh bị quá nhiệt và làm cháy mã phanh và thậm chí là hỏng hệ thống phanh. Rất là nguy hiểm. Và khi chúng ta thả trôi như vậy thì gặp những tình huống bất ngờ mà chúng ta cần phải tăng ga chẳng hạn để vượt qua một cái chướng ngại vật hay là vượt qua một cái tình huống nào đó thì chúng ta không có khả năng tăng ga tại lúc đó là xe đang ở vị trí N. Điều nữa đó là khi mà chúng ta thả trôi như vậy, nhất là chờ khi xe đang xuống dốc, thì có thể chúng ta gặp những cái tình huống mà chúng ta bắt buộc phải vào số để mà chúng ta chủ động điều khiển cái xe. Thì khi xe đang trôi dốc nhanh như vậy thì việc vào số cũng có thể là không hề dễ dàng và như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Một điều nữa, khi mà chúng ta thả trôi dốc và cho cần số về N thì khi đó vòng thua sẽ xuống rất là thấp. Thì khi chúng ta đi vòng thua thấp như vậy thì tốc độ của bơm nước cũng như là tốc độ của cánh quạt có thể sẽ không đủ để làm nguội động cơ, nhất là khi động cơ đang quá nóng khi mà chúng ta leo dốc. Và như vậy khi mà chúng ta để về N và để xe thả trôi thì động cơ cũng không được làm nguội một cách nhanh chóng. Và như vậy chúng ta vừa tìm hiểu một số thói quen không tốt khi mà sử dụng xe số sàn. Hy vọng khi mà chúng ta yêu thích xe số sàn, gắn bó với một chiếc xe số sàn, nó mang lại chúng ta những cảm xúc thực sự khác biệt với một chiếc xe số tự động, thì chúng ta loại bỏ những thói quen không tốt như vậy để làm sao chúng ta vận hành và sử dụng chiếc xe một cách tốt nhất. Hy vọng video vừa rồi đã giúp ích cho quý vị trong quá trình vận hành một chiếc xe số sàn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.